Xin chào anh em. Ok, như các bạn cũng đã biết rồi thì hôm nay chúng ta đã chính thức có một cái season mới, đó chính là season 9. Và season 9 sẽ đem đến cho các bạn những điều gì và những thú vị gì thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong cái video clip này anh em nhé. Có một cái nữa là thông qua video clip này mình cũng chúc toàn thể anh em có một cái ngày lễ Trung Thu thật là vui vẻ bên gia đình cũng như là bên người thân. Và những bạn nào đang yêu nhau, sắp yêu nhau và sẽ yêu nhau sẽ có một tình yêu đẹp thông qua cái Trung Thu này. Và chúng ta cùng khám phá xem là cái season 9 của chúng ta sẽ có những thứ gì nào. Nào, đầu tiên là đến với... như vậy là đây sẽ là những thứ mà các bạn nhận được khi mà nạp UC anh em ạ. Nạp mốc 100 UC thì các bạn sẽ có cả mũ cả áo. Và bỏ ra 180 UC nữa thì chúng ta sẽ có được khẩu súng QBZ Vampire. Tiếp theo thì như các bạn cũng đã biết rồi, season 9 mở ra tức là chúng ta đã reset danh. Và chúng ta đã có một cái mùa danh mới, cái mùa danh season 9. Và chúng ta cùng xem những thứ mà sẽ nhận được nào. Một bộ đồ, một khẩu K98, nhìn trông cũng không có gì là đặc biệt cho lắm. Và một cái dù, tất nhiên thì vẫn là khung quần que. Khi mà các bạn cày lên quần que của season 9 thì lại có một cái khung của season 9 rồi. Ngoài ra thì chúng ta còn có đây, một bảng thông báo cho biết là các bạn sẽ được reset danh ở những cái mức như thế nào. Đó, có rất nhiều thứ luôn anh em ạ. Và mùa này thì mình lại chưa thấy có một thứ mà rất là quan trọng, đó chính là cái hòm quà của season cũ. Khi mà các bạn reset thì mùa này mình không biết là nhận cái hòm quà đấy ở đâu cả. Đó, có một cái là như vậy, mình không biết nhận phần quà reset danh ở đâu cả anh em ạ. Hơi khó hiểu một chút. Để mình kiểm tra hòm đồ xem nó có cho ở trong hòm đồ sẵn không anh em nhá. Như vậy là không có anh em ạ. Bạn nào biết nhận ở đâu thì hãy comment cho mình biết là cách nhận cái hòm đồ tổng kết rank mùa trước như thế nào anh em nhá. Và ngoài ra các bạn sẽ có được một cái thứ nữa, đó chính là cái khung bảng tên anh em ạ. Đây, name tag đây. Đấy, thì các bạn sẽ nhận thông qua việc là các bạn cày cái mức danh của các bạn ở mùa trước như thế nào thì các bạn sẽ nhận được cái khung tên của mùa trước như vậy luôn. Mình thấy cái khung tên này cũng khá hay nhưng mà chưa biết nó làm ở cái nhiệm vụ gì. Có lẽ là khi mà vào phòng cùng với cả team thì nó sẽ hiện lên chăng. Còn những thứ còn lại thì chúng ta sẽ khám phá ngay sau đây thôi. Để chuẩn bị cho cái video clip này thì mình sẽ nạp vào PUBG Mobile phiên bản VNG. Tổng cộng là 3 triệu để trải nghiệm cho anh em xem là cái mùa season 9 này nó sẽ đem đến cho các bạn những thứ gì nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ nạp qua Zalo Pay anh em ạ. Anh em chờ mình 30 giây thôi, mình sẽ nạp luôn. Và các bạn có thể thấy là UC sẽ nhảy ngay lập tức. Đây rồi. Thanh toán này, làm một cái mã cốt này. Ok, đầu tiên sẽ là đó. Các bạn nghe thấy tiếng tinh tinh chưa? Ok, chúng ta sẽ nạp mốc đầu tiên là 2 triệu. Rồi, như vậy là đã có 8.000 UC được cộng vào rồi. Và mốc nạp tiếp theo của chúng ta sẽ là mốc 1 triệu nữa anh em nhé. Mình sẽ nạp và nâng cấp mắc lên để trải nghiệm cho anh em xem là cái mùa season 9 này nó có những thứ gì. Và nó có đáng để anh em bỏ ra số tiền nạp RP và cày hay không. Rồi, như vậy là mình đã nạp đủ rồi anh em ạ. Sao UC? UC lên rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Royal Pass Season 9 để xem nó có những thứ gì nào. Có những thứ gì nổi bật nào. Nào, có vẻ như là Season 9 sẽ đem lại cho chúng ta khá là nhiều những cái món đồ ngon đây. Bây giờ thì mình sẽ up trước. Tất nhiên là mình sẽ up gói 1.800 UC rồi. Không có lý gì mà lại không up cái gói này cả.
Ok, nghe vẻ như là cái season 9 này của chúng ta nó sẽ có một cái hơi hướng của những cái đất nước châu Á, cái thời chiến quốc ấy anh em ạ. Và mình thấy là cái chủ đề này nó cũng khá là hay, và nó sẽ khá là phù hợp với những bạn nào yêu thích những cái chủ đề về châu Á, về chiến quốc, thì đây là một cái chủ đề rất là đẹp. Và có một thứ nữa mà được PR rất nhiều, đó chính là khẩu súng M16. Các bạn sẽ nhận được ở level 90. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy. Level 90 đâu nhỉ? Đây. Thì mình thấy khẩu súng M16 này là một khẩu súng khá là đẹp anh em ạ. Bởi vì sao mình nói nó đẹp? Bởi vì nó được chạm khắc cái họa tiết rồng. Và cái thứ hai đó chính là cái họa tiết rồng này là họa tiết nổi anh em nhé, chứ không phải đơn thuần là vẽ lên trên thân súng, mà đây là họa tiết rồng nổi ở trên thân súng. Vì vậy nó sẽ rất là đặc biệt và nó sẽ rất là đẹp. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ collect tất cả mọi thứ. Rồi, như vậy chúng ta có một bộ đồ, một cái mũ. Đó, cái ba lô này cũng là ba lô chạm khắc luôn. Có nghĩa là rồng nó sẽ nổi lên ở trên ba lô, chứ không phải là đơn thuần là vẽ lên trên ba lô anh em ạ. Tạm thời thì mình nhận được những thứ như thế này. Đó, có con xe này, Dacia. Có một khẩu súng M249, nhìn trông cũng khá là kinh dị. Ngoài ra thì chúng ta có hệ thống nhiệm vụ nữa. Đó, đây là những nhiệm vụ trong tuần này đây anh em. Và các bạn nếu mà muốn đi trước thì thứ nhất là các bạn sẽ nạp gói 1800 UC, mình nghĩ đã là đủ rồi. Sau đó thì anh em sẽ mua thêm cái gói này nữa, gói mình được free này anh em này. Free thì tội gì mà không ấn luôn. Đó, thì có vẻ như là khi các bạn nâng cấp 1800 UC thì nó sẽ free cho các bạn RP Easy Mission Likense này. Đó, nói chung là đây là một cái thứ mà sẽ giúp cho các bạn unlock được nhiệm vụ của tuần tiếp theo. Đó, có nghĩa là các bạn sẽ giống như kiểu là được trải nghiệm một cái nhiệm vụ mới trước tất cả những cái người bình thường. Đó, nó đơn giản là như vậy thôi anh em ạ. Mùa này nó còn cho phép các bạn sử dụng cái boy card luôn, chứ không cần phải vào hòm đồ để sử dụng. Đây, mình sử dụng luôn anh em ạ. Đó, lên level 31 rồi. Và lại có thêm một bộ đồ nữa, nhìn trông khá là đẹp. Nào, chúng ta có thêm những cái thứ gì nào? Một bộ đồ nữa anh em ạ. Chúng ta cùng xem là những cái thứ mà... Đây, bộ đồ mà các bạn sẽ nhận được đây. Từ từ mình bỏ cái mũ này ra để xem. Bộ đồ này khá đẹp anh em ạ. Mình khẳng định với các bạn, đây là bộ đồ khá đẹp. Tiếp theo nữa nào, mình còn nhận được một bộ đồ nữa cơ mà. Bộ đồ nữa ở đâu nhỉ? Rõ ràng đây, đây là cái ba lô đây anh em. Đây là ba lô 3 này. Ui, đây đây ba lô 3 đây. Khá to anh em ạ, khá to. Ba lô 1 đây, ba lô 2. Theo như mình nhận xét thì ba lô này khá là đẹp, nhưng mà lại khá cồng kềnh khi mà các bạn nhặt ba lô 3. Nó không đẹp, nó không nhỏ bằng cái ba lô ở cái mùa 7 anh em ạ. Và nếu bạn nào muốn gọi là trải nghiệm cái cảm giác thần lằn tốt nhất thì mình khuyên là anh em nên sử dụng cái ba lô của season 7. Đấy là cái ba lô mà bé nhất và gọn nhất mà mình biết cho đến thời điểm này anh em nhé. Còn ngoài ra có những cái ba lô nhỏ hơn mà mình chưa sở hữu thì mình không biết anh em ạ. Nhưng mà hiện giờ cái ba lô của season 7 là cái ba lô gọn nhất. Còn ba lô season 9 thì nghe vẻ nó khá là bóng bẩy, nhưng mà nó khá to anh em ạ. Nó to bằng với cái gần bằng với cái ba lô monster của mình. Và như vậy thì nó sẽ khiến cho anh em khá là khó chịu đấy. Là cái bộ đồ mình vừa nhận được ở đây mà nó đã biến đi đâu mất tiêu rồi anh em ạ. Nhanh dã man. À đây 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 đây. Úi trời ơi, nó lại hợp lý vãi rồi. Đẹp 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 đẹp. Hợp lý đấy anh em ạ. Ok. Ui, chật đẹp đấy. Không đùa được đâu anh em ơi. Đó, những thứ mà đã quá quen thuộc rồi đúng không anh em? Trời ơi, suốt ngày bình sơn, chán chết. Ok. Mình sẽ vào đây và giống như mọi ngày nữa, mình sẽ mua
mua những cái thứ mà mình nghĩ là nó cần. Đây đây đây, mấy cái hòm quà này, ngày nào mình cũng phải mua hết anh em ạ. Đấy, nó cứ ra hai cái là đã lãi rồi. Đấy, nó ra ba cái nữa thì càng lãi. Thật ra là mình mở rất rất nhiều lần được x10 rồi anh em nhé. Một thôi. Sau đó thì lại mua mắc mấy cái này. Rồi chúng ta lại quay trở lại với Royal Pass anh em nhé. Rồi, chúng ta quay trở lại khám phá cái Royal Pass. Mình đã hướng dẫn đây, mình show luôn cái nhiệm vụ này. Nhiệm vụ mình đã mở được sang đến tuần 2 rồi anh em này. Đó là nhờ cái ticket này này, cái Royal Pass Easy Mission này này. Đó. Cửa hàng Rhythm của chúng ta xem nào. Mùa này chúng ta sẽ có những thứ gì nào. Ui, ba lô con thỏ luôn này. Ui, ui, mũ ba con thỏ luôn. Đẹp 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 anh em ạ. Ui, khẩu SKS cũng đẹp luôn. Chất đấy. Ui, được rồi, mình sẽ nâng luôn anh em ạ. Nâng mắc lên để trải nghiệm. Như vậy là cần 6.800 UC nữa để mình nâng lên level 100. Không ngần ngại nữa, ấn luôn. Ấn luôn cho nó nóng. Ok. Còn Lake On nào? Một chiếc máy bay chủ đề gọi là Dragon anh em ạ. Một cây Machete, hay chúng ta còn gọi là kiếm Nhật. Một cái mũ trông rất là Wakanda bất diệt. Ôi, chúng ta cũng có mũ 3 của cái mùa 9 này luôn nhá. Của cái rank season 9. Chúng ta có một cái mũ mũ này giống như kiểu mấy cái ẩn sĩ ấy. M16 tất nhiên rồi. Ui, một cái mặt nạ trông rất là Iron Man nhá. Một bộ đồ ở level 100. Chúng ta cùng kiểm tra lại nào. Có rất là nhiều những cái người ta gọi là gì nhỉ? Những cái animation để các bạn có thể biểu lộ cảm xúc khi mà vào những cái tình huống nhất định ấy. Rồi chúng ta có cả một khẩu súng VSS. Đã lâu lắm rồi mình mới thấy được một cái skin của khẩu súng này. Ui, rất nhiều animation luôn anh em ạ. Nhiều lắm. Và đồ đạc ở cái mùa season 9 này cũng khá là nhiều. Chúng ta có một cái avatar hình con rồng anh em ạ. Đó, cái mũ nồi kia kìa. Rồi, ok. Cùng xem là cái animation của chúng ta mùa này nó sẽ chất như thế nào anh em nhá. Đâu rồi? Đây 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 đây. Vậy là chúng ta có tổng cộng là 3 cái animation mới trong cái mùa này. Xem nào. Ui. Ui ui. Căng đây. Trời ơi. Căng 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 căng. Cho đâu nhỉ? Cho đây đi. Vào cái cao nhất luôn. Với lại cái mấy cái nào nhỉ? Đây à? Achu! Đây là cái animation theo cái xu hướng đó là Lý Tiểu Long anh em ạ. Cái gì đây? Trông khá là cầu kỳ anh em ạ. Nhìn trông khá là dị. Đây. Một cái dù season 9 đây anh em. Nhưng mình vẫn thích dùng cái dù sặc sỡ của mình. Một cái máy bay season 9 khá là đẹp. Nhưng mà mình lại thích dùng cái máy bay băng hơn. Đó. Mình là mình thích những cái thứ mà giống như kiểu gì mình cũng hay lái máy bay ấy. Cho nên mình thích dùng mấy cái máy bay xấu xấu để cho mấy cái bạn ở trên máy bay nhìn cho nó chất anh em ạ. À, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng ăn mừng mới nữa. Chúng ta cùng xem cái biểu tượng ăn mừng mới nào. Ui, nhìn trông dễ thương vãi nổi anh em ạ. Ok. Ngoài ra chúng ta còn có 5 hòm. 5 hòm này mà mở một phát mà ra luôn ba lô với mũ ba thì đúng là ăn ở hôm nay là hơi tốt đấy nha. Để trả lụa. Thế nên tôi đã bảo các bạn rồi, đừng bao giờ tin đừng bao giờ gọi là quá mong chờ vào một thứ gì đó. Đậu phộng không thể tin được. Dacia nào. Một con Dacia khá đẹp. Ừ, khá đẹp anh em ạ. Tổng kết lại thì nó chẳng ra gì cả. Bởi vì mình đã có Dacia cá mập rồi. Đây M16 của chúng ta đây. M16 rồng phượng các thứ đây. Chúng ta còn có đây skin của khẩu súng VS rất đẹp luôn anh em ạ. Dần dần rồi chúng ta sẽ test tất cả các skin này.
Đây là M249 này. Nhìn trông cũng khá là kiểu hầm hố. Chúng ta có một cây kiếm, nhìn trông cũng khá là đẹp. Nói chung là đồ mùa này mình không thể chê được anh em ạ. Đồ mùa này khá đẹp. Nào mũ ba nào. Ui, nhìn trông nó lại dị hợp vãi nồi. Level 1 này, level 2 này và level 3 này cũng được anh em ạ. Nhìn cũng khá là chất đấy. Cũng da gì hết, da gì phết đấy. Rồi, như vậy là season 9 của chúng ta tổng kết lại thì chỉ có như vậy thôi. Theo như mình thấy thì season 9 chẳng có gì là đặc biệt lắm anh em ạ. Ngoài, có một thứ nữa mà mấy hôm nay anh em khá là rầm rộ, đó chính là shop của Clan đã được cải thiện rồi anh em. Đó, trong đây các bạn có thể mua vé của hòm cổ điển này, mua vé của hòm cơ bản này. Và một cái nữa là các bạn có thể mua được sơn ở trong đây nữa. Đó, cái thứ mà đã khiến cho anh em tốn rất nhiều tiền. Thì cái bình sơn này nó khác một cái, đó chính là cái bình sơn này các bạn có thể mua hàng ngày nhé. Có nghĩa là mỗi ngày các bạn được mua 30 bình sơn. Đó, những anh em nào mà hay nâng cấp súng thì mua luôn đi. Có thể đợt này nó lỗi cho nó thả ra để cho các bạn mua nhiều bình sơn đến như vậy thôi. Chứ thật ra mình nghĩ là một ngày mua được 30 bình sơn với 3.000 điểm clan là ok lắm luôn đấy. Còn ngoài ra những cái thứ như kiểu cái để tặng bạn bè này và mấy cái mảnh ấy là các bạn sẽ không mua được đâu. Các bạn một tuần chỉ được mua một lần thôi. Còn ngoài ra chỉ có cái bình sơn này là các bạn được mua mỗi ngày 30 cái luôn. Mình thấy rất là ngon luôn. Đây là thứ ngon nhất mà được cập nhật vào trong clan. Và những bạn nào mà nâng cấp súng thì rất rất cần đến cái thứ này. Bởi vì mình thấy rất nhiều anh em thiếu cái bình sơn này. Đó. Đấy thì điểm. Thật ra cái điểm clan này từ lâu lắm rồi mình còn chả nhận mấy cái này. Thì bây giờ mình sẽ chăm chỉ nhặt mấy cái điểm clan này để mình đổi đồ. Như vậy là chúng ta còn dư 4.000 UC. Chúng ta sẽ quay cái bộ đồ kim cương này anh em ạ. Mình thích cái bộ đồ kim cương này vãi cả nồi. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ quay cái khẩu súng SKS ở trong cái hòm này. Đây, khẩu súng SKS chúng ta đây. Đấy, SKS màu đỏ Kurenai. Và mình sẽ thử quay cái hòm này xem nó có ra hay không anh em nhé. Quay 5 hòm 1. Như vậy là không ra rồi. Tiếp tục 5 hòm nữa nào. Sẽ sử dụng khoảng độ tầm đâu đó 500 UC. 5 lần mở xem có ra hay không anh em nhé. Như vậy chúng ta đã 2 lần rồi. Thêm nào. Vẫn không ra anh em ạ. 3 lần rồi. 4 lần rồi. Vẫn chưa thấy đâu cả. Và đây là lần cuối cùng. Ra SKS hộ cái. Và như vậy là chúng ta vẫn không có. Thêm một lần nữa đi. Đây là lần sau cuối. Và như vậy là vĩnh biệt. Bye bye. Đen như thế là quá đủ rồi. Không thể đen hơn được nữa. Như vậy là mình sẽ mua thêm 3 cái vé classic nữa. Để mình hợp nó vào thành một cái. Sau đó là quay đồ cho anh em nhá. Nào, chúng ta đến với tiết mục quay đồ nào. Tiết mục mà rất nhiều anh em ưa thích đây. Tiết mục tiêu tiền. Đây là chính xác hơn thì đây là tiết mục quăng tiền ra qua cửa sổ thì đúng hơn anh em ạ. Cái hòm này mùa này chả gì đẹp cả. Cái hòm này thì chưa reset anh em ạ. Mà hòm này thì mình lại chả thấy thích cái gì cả. Bởi vì là mình cái này có rồi, cái này có rồi, cái này cũng có rồi, cái này cũng có rồi. Cái này không cần, bởi vì Ska của mình thì có Ska nước đẹp hơn rồi. Chảo thì mình có, như anh em biết mình có một kho rồi. Đồ thì mình có quá nhiều rồi. Cho nên là chỉ còn mỗi cái hòm này thôi. Chúng ta sẽ open 10 phát luôn. Ui dồi ôi, cái bộ đồ này phải ra đến 5 bộ rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, cái bộ bán thịt lợn kìa. Đủ má con cá. Tôi có nhu cầu bán thịt lợn níu đâu. Khai đệt. Bộ kim cương. Bộ này ra đến 4 bộ rồi. Lần nào quay cũng cho bộ này. Điên à. Mở 10 lần anh em nhá. Kim cương. Úi dồi ôi, lại chảo. Come on. Thôi nào. Úi dồi ôi, tình xót xa thôi. Mở phát.
Ui dồi ôi, ra ngay một set tím. Kim cương nào. Kim cương. Ui dồi ôi, lại chảo. Nào, bộ đồ kim cương của tôi đâu? Ui dồi ôi, cho cái set gì kia. Ui dồi ôi, lại bắc ghi. Thôi sao, như vậy là hết tiền anh em ạ. Và bộ kim cương của chúng ta vẫn không ra, mặc dù chúng ta đã ra cái bộ bên cạnh rồi. Bộ này mình có nhiều quá rồi anh em ạ. Chán thật sự luôn đấy. Thế là bao nhiêu công gọi là để dành suốt suốt một khoảng thời gian dài thì cuối cùng là hết rồi đấy anh em. Chả được cái quần què gì cả. Mọi thứ đến đây là kết thúc. Nào, chúng ta vào đây xem nào. Ta được cái phiếu đỏ đỏ này không biết để làm gì anh em ạ. Vào cái tốt này xem nào. Phiếu đỏ đỏ này. À, chắc sắp tới nó sẽ có một. À đây đây, cái phiếu đỏ đỏ này để mua cái này. Ok, mua luôn. Còn một phiếu nữa mua luôn. Rồi, như vậy là hết rồi đấy. Hết phiếu rồi. Ok, và như vậy là mình đã đem đến cho anh em một cái mùa Season 9 này rồi. Và các bạn thấy sao về Season 9? Thấy sao về những món đồ trong Season 9 mà các bạn nhận được? Nó có thể là một món hời đối với những bạn nào chăm chỉ cày Royal Pass. Và quả thật là đồ mùa Royal Pass này mình thấy khá là đẹp anh em ạ. Rất đáng để các bạn có thể nạp và nâng cấp RP và cày RP nữa. Và ngoài ra thì các bạn nào nếu mà mua gói 1800 UC thì mùa này các bạn sẽ không phải tốn tiền mua cái ticket này nữa, mà nó sẽ cho các bạn free. Như các mùa trước thì các bạn sẽ phải mua với giá là 300 UC, sau đó giảm xuống còn 150 UC. Nhưng nó vẫn đáng giá để mua anh em ạ. Bởi vì các bạn sẽ được mỗi tuần nó sẽ tặng cho các bạn hai cái thẻ làm nhiệm vụ này. Và sẽ được unlock trước một tuần này. Và tuần 8 thì các bạn sẽ nhận được 200 RP. Đơn giản nó là như vậy anh em ạ. Và đó là toàn bộ những thứ mà mình muốn đem đến cho anh em trong cái video clip này. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chia tay nhau thôi. Tạm biệt và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo của Tuấn HC nhá. Nhớ like và subscribe để mình có thêm động lực. Bye bye anh em. Đau thận quá.